này, đùi, mình lười cái cặp đùi, cặp chân, nhưng mà thôi, bài tập mình cũng phải cố gắng nữa. À, cuộc sống của mình bây giờ là mình biết các bạn sao, nhưng mà mình như là các anh các chị cố gắng tập không phải là dễ đâu. Các bạn sẽ bỏ cuộc, các bạn sẽ có những cái lúc mà chán nản, nhưng mà vượt qua chính mình đó. Đó. Nên đó, hãy xem đây giống là một bữa ăn tinh thần của các bạn, giống như là một đầu tư. Và mình nói các bạn, đầu tư với sức khỏe không bao giờ bằng lỗ đâu. Đó, nó còn quan trọng hơn là đầu tiên nhau, đầu tư vô tiền bạc. Nên đó là lối suy nghĩ của mình. Mình biết các bạn sao, nhưng mình thì suy nghĩ lúc nào cũng vậy. Có ngày mình đi tập, giờ mình không có đếm thời gian, không có đếm tập gì nữa. Mình biết là mình sao cố gắng thuyết phục mình tới phút mặt hơn. Hôm nay mình cũng chưa nghĩ đến đề tài gái gú giờ nói chuyện với các bạn. Được thôi, hôm nay không đỡ. Nói gái ngoài mắc phê đó. Mắc phê chọc chọc luôn các bạn. Đụng chạm mấy em gái ghê quá, sợ các bạn ơi. Mấy em gái giờ có những suy nghĩ gọi là khá là cao siêu và lợi hại. Nên mình cũng hạn chế đụng đe mấy em gái. Hôm nay tập trung tập luyện. Tập luyện ha, có sức khỏe là bao niềm vui và hạnh phúc các bạn ạ. Kênh mình bây giờ mình chưa biết là cái gì hay gì đó, mình đang làm đại khái YouTuber vui qua ngày qua tháng. Mong là sau này mình đi du lịch nhiều, mình sẽ bắt đầu quay nhiều video về ăn uống, nghỉ dưỡng, đi chơi, quán bar giữa trưa, lên lịch hết rồi.
im lặng, nó nhỏ mà im lặng, cho mình quay vlog cái này không ảnh hưởng cho bạn, cũng có chiếc lớn đông người quay vlog đó, khẳng chặt người kia nó cầm lên nó nóng lên ha, được phim rồi mấy tay được phiền. Giống như đang gần đây, gần đây vậy, đổi nè, tưởng tượng, tập gì em, chắc tình yêu của anh. Đang nằm mà chơi chân, chơi chân như các bạn tới khi nào chán thôi, khi nào đệ tử thì vô mà chơi khác. Khi một ngày các bạn gặp mình thì các bạn chán không? Thật sự là mình còn muốn, nhưng mà thường muốn bật quay để mình kèm mình tập đó các bạn. Mình không mở lên mình là bí đó. Mình mở lên mình tập không có xuyên đâu đó. Mình làm được rồi. Đủ một cách có thể để giúp mình chính như cái đường tập của mình.
tạm ổn xong một trận tập chân. Ok, chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống và sức khỏe luôn bền vững. Cảm ơn. Every single day.